Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ là tiếp tục là hướng dẫn cho các bạn là cách làm cái khẩu súng đồ chơi bằng giấy. Ở đây mình làm cái khẩu súng này là cái khẩu súng có kiểu dáng là khẩu súng lục nha các bạn. Thì nếu các bạn quan tâm thì hãy theo dõi video và làm theo mình. Nếu các bạn mà thấy video của mình hay thì các bạn hãy cho mình một like, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn. Thôi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm. Các bạn cùng theo dõi video nha. Thank you.
Như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong cho các bạn là cái cách làm cái khẩu súng lục ổ xoay bằng cái giấy bìa cách tông. Thì nếu các bạn thấy cái video của mình hay thì các bạn hãy cho mình một like, ủng hộ tinh thần cho mình. Và các bạn hãy nhớ là đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất tiếp theo của mình nha. Xin cảm ơn các bạn.